Rồi, đàn poodle con 2 tuần tuổi. À, chính xác là đẻ hôm 16. 16 hôm nay là 18 ngày. Rồi, chờ tí nữa sẽ quay video tí nhé. Ngáp. Trời ơi, lắm mồm nhất đàn. Cái sẫm màu nhất, còi nhất, mấy con kia thì to hơn đây, và trong này mẹ đầy ti. À, đàn này không cắt đuôi, để đây, để sau này sẽ cạo ở cái đoạn đuôi này đi, nó cũng không có bẩn, để một tí ở đuôi ở đầu thôi, cạo cái đoạn này đi thì nó cũng như là cắt đuôi. Bình thường là mọi người cất đuôi, nhưng mà bây giờ thì cái xu hướng không có muốn làm cái gì mà tổn thương đến cái tự nhiên của con chó, nên là thấy có cái kiểu hình, mình thấy có cái kiểu hình để đuôi, cắt cái lông rồi đi, cạo cái lông rồi đi, đến đây rất là đẹp, cho nên là quyết định là để đuôi cho bọn này, không cắt con nào cả. Đấy, ti đây, chanh ở chỗ kia, cho nó chê ti này, chê ti ít sữa, muốn mút ti nhiều sữa cơ. Ở cái giai đoạn này của con chó mẹ thì phải bù canxi cho chúng nó, nếu không muốn con mẹ nó bị tụt canxi, bởi vì tầm này cho con nó bú nhiều lắm, từ 10 ngày trở đi là cho con nó bú rất là nhiều. Mẹ mà không được bù canxi, không được tăng sữa là sẽ thiếu sữa. Giả sử như với poodle mà đẻ 5 con này. Thôi mình cứ nằm yên kệ cho nó đi. Tí nữa. Để anh quay video tí đã. Đây là cảnh cho nó tí mẹ. Poodle thì nó có cái được cái lợi thế là cái lông của nó không có rụng. Có thể nói nó là cái giống chó mà được nuôi nhiều nhất ở trên thế giới. Nó chính là poodle. Bởi vì nó có nhiều cái lợi thế so với các giống chó khác. Nhỏ nhỏ. Nuôi trong nhà cũng tốt. Cảnh báo. Có thể spa, cắt tỉa, tạo hình, mỗi qua một vẻ. Và nó không có rụng lông. Đây, lông của mẹ đây là cắt đi này. Lông của mẹ tất cả đều cắt rồi, có cái lông tai cũng cắt bớt đi rồi. Không thì nó còn dài nữa. Lông tai của nó đây. Lông người thì cắt rồi. Cắt bớt đi cho nó tiện tắm rửa và nó cũng đỡ bị bết lông. Không cắt cụt nhưng mà cắt bớt bớt đi kiểu như này. Mọi người mà nuôi poodle thì cũng cắt theo cái kiểu như này hợp lý. Nuôi nó tiện. Con chó nhìn nó vẫn nhiều lông, nó vẫn rất là êm. À, con chó nó vẫn ấm, mùa đông mà nó vẫn rất là ấm. Nhưng lông nó lại không quá dài. Khoảng
Nuôi bọn này nếu mà muốn nó đẹp, lúc nào nó cũng đẹp như là con chó trên tivi của người ta ấy, thì một tháng cho nó đi cắt tóc một lần, một tháng cho cắt tỉa một lần. Còn nếu mà không, mà bạn nào mà có thời gian thì sắm cái bộ cắt tỉa về mình tự